Xin chào quý vị các bạn nhé. Xin bác ngày hôm nay rất là vui được quay trở lại một video tiếp theo của video ngày hôm nay nhé. Tiếp tục với chủ đề này, bán hàng đấy, chủ đề sale siêu khủng, sale khiêu khủng khiếp. Như trước màn hình của quý vị các bạn đó chính là chiếc C200 Anugrah Plus. Chiếc này là phiên bản ở giữa của họ nhà C Class nhé, phiên bản mới nhất hiện tại bây giờ của dòng C nhé. Đây là C All New. Phiên bản dòng C Class hiện tại thì có 3 phiên bản: C200 Anugrah, C200 Anugrah Plus, chiếc bản quý vị các bạn đây là C300 AMG. Thế thì hôm nay Sunmark sẽ sale đi, sẽ sale về chiếc Anugrah Plus này để quý vị các bạn nắm được, nếu ai cũng đang có cái kế hoạch mà đang có cái tìm hiểu về một cái mẫu xe loanh quanh khoảng 1,8 tỷ 9 nhá, mà đi nhẹ nhàng thanh cảnh sang trọng hiện tại an toàn thì hãy để ý chiếc C300 Anugrah Plus này nhé. Với Sunmark thì không hiểu tại sao Sunmark lại rất thích những cái phiên bản ở giữa, nó cũng là tiện cận với phiên bản cao nhất mà giá thành thì nó cũng là ok so với cái bản cao thì nó cũng tiết kiệm hơn rất nhiều. Số mắc được báo giá là 1,914 triệu, 1,914 triệu là giá niêm yết thời điểm này. Quý vị đã biết thì với cái dòng xe được lắp ráp trong nước nhá, được nhà nước hỗ trợ lệ phí trước bạ là 50%, tức là ở Hà Nội đang là 12% lệ phí trước bạ chúng ta phải đóng, nhưng mà bây giờ còn có 6% thôi, đóng 6%, tức là 1,914 chúng ta chỉ đóng 114 triệu, tiết kiệm được 114 triệu nhá. Ở tỉnh thì ở tỉnh thành khác có 10%, chúng ta còn đóng là 5% thôi, thì nó tương đương với là 95 triệu, chúng ta tiết kiệm được 95 triệu. Đấy là đầu tiên là tiết kiệm 95 triệu là automatic được nhà nước hỗ trợ đến việc này để kích cầu nhá. Còn ngoài ra, đặc biệt ngoài ra được đại lý thời đại của đại lý này thì rất hy vọng quý vị các bạn liên hệ Xuân Bắc để ta cùng trao đổi cụ thể, nhưng mà mắc nhất chúng ta sẽ được 10%, thì sẽ trao đổi cụ thể để quý vị các bạn nắm được sơ lược. Tương đương nó khoảng 200 triệu cộng với mức ưu đãi của nhà nước, là ví dụ Hà Nội là 114 triệu và tỉnh thành khác là 95 triệu thì một chiếc xe C200 Anugrah Plus này khi mà lăn bánh chúng ta đã tiết kiệm được thêm là được ưu đãi kép rồi, ưu đãi kép sẽ tương đương với khoảng 300 triệu tiền mặt nhé. Rồi 300 triệu tiền mặt, đấy là ưu đãi kép thời điểm này. Chúng ta hãy đi sơ lược với chiếc C200 Anugrah Plus này một chút nhé. Đây là cái mức ưu đãi chưa từng có. Nếu mà quý vị các bạn phải lưu ý giúp Sơn Bắc là nếu chúng ta đang có cái kế hoạch, đang có một cái dự tính mua xe thì hãy nhanh tay, vì đây là cái cụm đèn Hyper Forman nhé, cụm đèn này mới, cụm đèn này trên C200 Anugrah Plus là có cái thêm cái tăng cường là tự động pha cốt này, đó, tự động pha cốt. C200 Anugrah Plus thì không có camera 360, camera lùi thôi. Đây là la răng 18 inch, cực đẹp, Sơn Bắc thích cái la răng này quá, nó sẽ hai tông màu nhìn thể thao nhưng mà đa chấu đơn điệu rất là đẹp, cảm giác nó phối hợp cả hai, kết hợp vào. Đang sử dụng một chìa khóa keyless go nhé, chìa khóa keyless go này, đó, có đa cốp nhá, đó, đây là đa cốp, cái xe này có đa cốp, đặc biệt là bên trong, chủ yếu bên trong, đây, tôi bắt cho quay nhanh xa cho mọi người xem nhé, đấy, cái dáng này thì nó sẽ hợp với các bạn trẻ, các những doanh nhân trẻ, những các bạn thành đạt trẻ, rồi là các đại gia, các nữ đại gia mà muốn đi một chiếc xe gọn gàng, thon gọn để đi trong nội đô cho nó tiện này, đó thì chiếc xe này rất là phù hợp nhé, phù hợp với nhóm khách hàng gọi là trẻ trung, thành đạt, muốn có một chiếc xe một cái thương hiệu sang trọng hiện tại an toàn để đi làm ăn và khẳng định bản thân. Đấy, và hoặc là các chị mà muốn mua thêm để đi trong nội đô cà phê trong nó gọn gàng. Đấy, thì đây là cái nội thất của C200 Anugrah Plus, nội thất đẹp lắm, nội thất này mà đi buổi tối cực chill luôn, vì cái hệ thống đèn 64 màu đèn viền nó chạy tất cả lên cả đến tận các cái hốc gió điều hòa này, nó chạy đẹp lắm. Thì bây giờ chúng bác sẽ đi vào trong nhá. Đây, chúng bác này nói thêm cái màu nâu, nội thất nâu này cũng quá đẹp. Nội thất nâu này thì nó hợp với tất cả các màu ngoại thất. Đó, nội thất nâu này quay lên thì nó hơi nhợt đi một chút xíu, nhưng mà thực tế thì nó sẽ đậm hơn nhá. Và đặc biệt là cái bản này nó để lại một chút gỗ này để cho mình cảm giác là chiếc xe nó tuy hiện đại nhưng mà nó vẫn có chất của một chiếc xe mẹt sang trọng. Đấy, đây là cái màn hình 11,9 inch này, nó có thêm riêng cái dòng C mới này. Tại sao cái giá thành nó sẽ hơi cao hơn so với phiên bản cũ ngày trước, vì nó có thêm rất nhiều các tính năng an toàn, ví dụ như anh nhìn thấy này, hỗ trợ phanh chủ động này, hỗ trợ giám sát làn đường chủ động này, hỗ trợ tỉa bu này. Đó, đấy là một loạt các cái tính năng an toàn, mà nó đắt là đắt cái phần an toàn nữa. Còn cái màn hình này là 12,3 inch, màn hình kỹ thuật số nhé. Đấy, với phiên bản ở giữa thì nó sẽ không có cửa nóc,
Tuy nhiên đấy, phương Bắc bảo rồi, cái bản ở giữa thì nó cái option nó vừa vừa đẹp và cái giá thành nó cũng vừa xinh. Đấy, ví dụ các bạn xem. Xuân Bắc chỉ đi lướt qua về cái phiên bản này thôi, chủ yếu hôm nay là sale về xe. Ví dụ các bạn có quan tâm đến cái thông tin chi tiết này, rồi chi phí lăn bánh, hỗ trợ trả góp hay là vân vân, tất cả những cái gì liên quan đến ra một sản phẩm một chiếc xe này nó như thế nào, thì rất là hy vọng các bạn là cứ phone Xuân Bắc tư vấn thêm nhé. Đấy, mình cứ tham khảo thôi, còn cái việc mua bán thì mình cứ tính sau đi, tham khảo biết đâu nó phù hợp với gia đình mình thì sao, đúng không ạ? Có một cái điểm nữa là khoe thêm là cái phiên bản này nó tăng cường thêm loa này, loa Bomaster được cực hay này, loa Bomaster 15 loa, công suất là 710W nhé, phiên bản là loa nhiều nghe rất là sướng nhé. Nếu mà thực tế thì quý vị các bạn cứ đến đây để test xe, để lái thử xe, để chạy thử, chúng ta sẽ cảm nhận được chiếc xe này như thế nào nhé. Phiên bản này Xuân Bắc sẽ quay lần lượt, cả sau này có phiên bản C200 Avantgarde bản đầu, bản đầu tiên Xuân Bắc cũng sẽ quay và sale luôn, và C300 BMG Xuân Bắc cũng sẽ quay gửi đến mọi người. Cảm ơn mọi người đã theo dõi đến hết video nhé. Rất là hy vọng sẽ sớm được làm việc với quý vị các bạn. Nếu quý vị các bạn có nhu cầu hãy phone Xuân Bắc nhé. Cảm ơn tất cả mọi người, xin chào và hẹn gặp lại.